cho tôi Hoành Thánh. Ê, ông Kim, lâu quá không gặp. Nói nhiều quá làm gì, nấu lẹ đi. Dạ, mời ngồi. Ông Kim à, Hoành Thánh của ông đây. Thì sắp tới rồi, con bị chém thật linh lực trước, làm hỗn loạn lên, sau đó thì bản đích thân ta sẽ bắt người. Đừng để xảy ra sơ suất nữa nha. Điện thoại tới thành phố Môn, kêu anh Cường về đây ngay. Hôm nay có chuyện rồi. Dạ. Tới rồi. Cô Phụng sao? Đinh Lực. Cô Phụng à, sao cô tới đây vậy? Văn Cường đâu? Anh Cường nói tối nay chắc chắn tới, chỉ là trễ một chút thôi. Hả? Trình thấy mình nói có sai đâu, hắn đâu có coi trọng Trình. Cô Phụng à, nhanh chóng mau. Anh Côn. Anh Côn. Anh Côn. Đóng cửa lại đi. No.
Alo. Chú cụ à, giải quyết xong rồi. Có điều tin Hứa Văn Cường đó không có tới. Coi như là hắn may mắn á. Tốt. Làm tốt lắm, tốt lắm. Cứ làm theo kế hoạch của chúng ta. Chưa có lệnh của tôi, nhớ là không được làm bừa. Anh Rác chưa đau chút nghe. Tránh ra. Né cái gì à? Cậu né cái gì? Tôi kêu cậu bảo vệ cô Phùng, giờ cô đâu? Anh cũng đâu bảo vệ được cổ đâu. Cái thằng khốn này. Ê, xin ra chuyện gì? Anh Cường. Cô Phùng bị bắt cóc rồi. Là ai làm? Vẫn chưa biết. Đồ khốn kiếp. Chứ cửu, không hay rồi. Địch Đình bị bắt cóc rồi. Cái gì? Phùng Trình Trình là con gái của Phùng Kính Nghiêu á hả? Dạ phải. Lần này thì hay rồi. Bị bắt cóc ở đâu vậy? Trước cửa nhà hát lớn Mỹ Hoa. Nguyên đám người xông vào bắt cô ấy đi. Có nhiều người mất mạng và bị thương nữa. Được rồi, tôi biết rồi. Cậu về nhà trước đi. Ngày mai tính sao? Ngày mai không kịp đến đâu. Hay là tôi dẫn theo vài người lập tức đi điều tra. Quay lại đây. Không được làm bừa. Con gái của Phùng Kinh Nghiêu xảy ra chuyện, chẳng lẽ đây là chuyện nhỏ sao? Nếu làm không khéo thì nguyên cái bến Thượng Hải này sẽ bị lật tung lên hết. Cậu có chịu trách nhiệm nổi hay không? Hàng Lâm à, bến Thượng Hải không đơn giản như cậu tưởng đâu. Nhiều lúc phòng tuần bổ chúng ta cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thôi. Cứ để cho họ tự tìm trước đi. Hứa Văn Cường gọi điện tới nói cô ấy lập tức dẫn người đi tìm. Nhờ tôi nhắn lại với ông, xin ông cứ yên tâm, cô ấy nhất định đưa cô hai về. Nó có biết là ai làm không? Tới giờ vẫn chưa có manh mối. Đồ khốn kiếp. Chính nó đã hẹn Trình Trình ra ngoài. Nếu xảy ra sơ sẩy gì, tôi chắc chắn chôn sống hết tụi nó. Tôi nghĩ kẻ gây ra chuyện này sẽ đưa ra điều kiện với chúng ta liền thôi. Không chờ được. Mời hết các vị đương gia ở bến Thượng Hải tới đây ăn một bữa cơm tối. Nói là con người không giữ quy củ. Phùng bổ tôi đây muốn xin thỉnh giáo mọi người. Ông Phùng à, giờ chúng ta vẫn chưa biết kẻ nào bắt cóc cô hai. Nếu mời hết các đương gia ở đường khẩu tới, tin này mà đồn ra ngoài thì những tên chống đối với chúng ta không biết chúng có. Tôi không sợ. Tôi không sợ. Tôi lại muốn xem thử ngay lúc mấu chốt này ai nhảy từ đằng sau ra cắn tôi một miếng. Chúng ta báo một tiếng với bên phòng tuần bổ. Gọi liền đi. Alo. À, chú Tường hả? Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? À, chú yên tâm đi, chúng tôi sẽ có cách giải quyết của mình. À, nhờ chú nói lại với ông Phùng, nói ông ấy đừng lo lắng quá. Ngoài ra nếu có bất cứ vấn đề gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi hả? Cảm ơn ông nhiều.
ông Bụt chắc chắn sẽ ghi nhớ những người đã giúp đỡ chúng tôi trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Đây là trách nhiệm thôi, đừng có sáo. Được rồi, tạm thời vậy đi hả? Chào chú. Cho tôi gặp chú Dương Cửu. Mã tổng tham trưởng, ông cứ yên tâm đi. Vụ án xảy ra trong phạm vi quản lý của tôi đương nhiên phải có trách nhiệm rồi. Tôi sẽ đi điều tra ngay. Ông Phùng là nhân vật nổi tiếng, nếu chuyện này mà làm lớn ra rồi thì không tốt cho tôi lẫn ông đâu. Phải lập tức điều tra coi chuyện này do cái nào làm. Dạ. Tổng tham trưởng, ông yên tâm đi, tôi lập tức đi điều tra. Nổi tiếng hả? Trinh, mình sợ lắm. Nếu không về nhà thì mẹ mình sẽ lo lắm. Mình xin lỗi đã làm điên lụy Kỳ rồi. Bọn họ có làm gì chúng ta không vậy? Không có gì đâu, chị yên tâm đi, chắc chắn Văn Cường sẽ tới cứu mình mà. Trình thì sướng rồi, còn có một người để mà nhớ. Nếu mình mà chết một cách không rõ ràng thì đáng tiếc quá, mình chưa được biết hương vị tình yêu. Đừng có nói bừa, đừng bi quan tới như vậy. Chắc chắn chúng ta sẽ không chết đâu. Ông trời sẽ phù hộ chúng ta, biết không? Nằm yên, đừng có đứng dậy, coi chừng vết thương hở miệng đó. Anh Cường à, thật ra anh đối xử của phòng kiểu gì vậy? Anh hẹn người ta rồi anh lại không tới, rốt cuộc lúc đó anh đi đâu chứ? Bây giờ đã xảy ra chuyện lớn rồi, anh nói làm sao với ông Phùng bây giờ chứ? Được rồi, đừng nói nữa, đều là lỗi của anh. Dạ nói đi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Anh Cường, anh Lực, hồi nãy các anh em có người nhìn thấy Kim Đại Trung đó. Làm phiền rồi, xin mời. Làm phiền, xin mời. Ông Phùng. Chào ông Phùng. Hôm nay làm phiền các vị quá rồi. Bên ngoài trời đang mưa to, còn mời các vị tới tận đây cũng chỉ tại không biết làm sao hơn. Phùng Kính Nghiêu ở đây xin nói lời xin lỗi các vị. Hôm nay có kẻ đã bắt cóc con gái tôi rồi. Là tên nào vậy? Sao dám bắt cóc con gái của ông Phùng chứ? Mọi người làm ăn ở bên Thượng Hải đều phải giữ một quy tắc: không được lạm sát người vô tội, không được tiệc đường hương quả đào mộ người khác. Hôm nay bắt cóc con gái của tôi chính là đã đào mộ tổ tiên tôi rồi.
Phùng Kinh Nghiêu tôi ở bên Thượng Hải lăn lộn mấy chục năm trời, được các vị yêu mến, bất cứ chuyện gì cũng nể mặt tôi vài phần. Mọi người đều làm ăn theo quy củ, rõ ràng rành mạch ai làm phần mình. Những ngày tháng chém giết đó cũng đã qua lâu rồi. Bất cứ ai có chuyện gì cũng tới chỗ tôi đây hỏi tôi một tiếng, đó là vì nể mặt tôi, coi trọng tôi. Hôm nay Phùng Kính Nghiêu tôi cũng đã xảy ra chuyện như vậy, nên mời các vị tới đây nói một lời công bằng giúp tôi. Kẻ gây ra chuyện này phải chặt đứt hai tay hai chân của nó, phải tru di cửu tộc của nó mới được. Mọi người đều biết quy tắc, cho dù là có thù hằn gì cũng không nên làm mấy chuyện như thế này. Đúng vậy, mọi người đều phải giữ quy tắc chứ. Ông Phùng à, người của Thanh Bang hội chúng tôi sẽ không làm mấy chuyện vô lương tâm như vậy đâu. Ông cứ việc yên tâm đi, chỉ cần ông nói một tiếng thôi, chúng tôi sẽ lập tức đi tìm ngay. Bến Thượng Hải cũng không phải là quá rộng lớn gì, lật tung lên hết thì chắc chắn sẽ tìm ra được tiểu thư. Được, nếu như các vị đều cảm thấy chúng làm như vậy là bỉ ổi hèn hạ, thì Phùng Kinh Nghiêu tôi không thể để chúng làm hỏng quy tắc được. Tôi nhờ các vị chuyển lời của tôi ra ngoài, chỉ cần chịu thả con gái của tôi về thì ân oán sẽ được xóa sạch. Bằng không chúng sẽ chết không có chỗ chôn thây. Lên, anh đi, anh đi. Anh đi, anh đi, anh đi. Mày này mệt quá. Qua hên quá. Này xui. Đánh đi. Anh đi, đi, lại lên. Mau lên chi đi. Đây Kim Gia. Kim Gia. Các anh em phải chú ý. Cẩn thận, canh chừng cho kỹ. Rốt cuộc các người là ai hả? Đập tất cả chúng tôi đi. La đi, tôi cứ la đi, la tiếng khang cả cổ họng cũng không có ai nghe thấy đâu. Các người không sợ phòng tuần bộ bắt các người sao? Chúng tôi có quen biết với người ở phòng tuần bộ đó. Phòng tuần bộ. Tuần bộ. Người đẹp à, tôi chính là tuần bộ nè. Coi kìa, coi kìa, cái con bé này đúng là xinh thật đó. Đúng là con nhà khuê cát mà. Cuối cùng các người muốn làm gì đây? Ê, muốn nói chuyện với ba của cô, muốn xin ba cô cho một chén cơm. Bây giờ ông coi mặt mày dơ hết rồi nè. Đàng hoàng chút đi. Chỉ một câu nói của Phùng Kính Nghiêu ba cô đã làm tôi phải ăn cơm tù hơn một tháng. Suốt một tháng trời đó tôi chẳng được nhìn thấy một người phụ nữ nào hết. Trời ơi, lại đây. Chết ra. Cô, cái con đỡ chết tiệt đây. Kim Gia, chú cũng có dặn là tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám động tới chúng tôi lần nữa thì coi chừng ba tôi với Văn Cường giết chết ông đó. Được, bây giờ tôi sẽ đi gặp ba cô, đi gặp Hứa Văn Cường. Tôi sẽ cho hắn một cơ hội, cho hắn tới cứu cô. Anh hùng cứu mỹ nhân. Kim Gia, ông đi đâu vậy? Có cần dẫn theo vài anh em không? Không cần, tôi tới Mỹ Hoa cược vài ván. Canh chừng đi. Kim Gia đi thông thả nghe. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, chạy tiếp. Rồi chia đi. Mặc kệ mấy cậu đi nha. Chạy tiếp. Cô ấy bị bắt cóc là có sắp đặt sẵn. Lực à, còn người nào biết 7 giờ cô ấy sẽ tới đây không? Kim Gia,
Anh Lực, anh Cường, Kim Đại Trung đã ở sòng bạc. Trần Hàn Lâm cũng tới đây luôn rồi. Kim Đại Trung tới đây một mình sao? Đúng vậy. Tôi đi gặp Trần Hàn Lâm trước để coi cậu ấy muốn cái gì. Cứ theo dõi Kim Đại Trung, khoan động tới hắn trước đã. Nhớ đem theo súng. Anh Lực, tiếp tôi à. Mọi người vô trong chờ đi. Dạ. Dạ. À đi. Tôi tìm anh về chuyện của Trình Trình. Vì tôi biết bây giờ chỉ có anh cứu được cổ thôi. Tôi nhất định không để cô ấy gặp chuyện. Vậy sao hôm nay lại thất hẹn chứ? Làm sao anh biết vậy? Tại vì tôi cũng hẹn với cô. Còn ai biết chuyện này nữa không? Chú Cửu bên phòng đường bộ. Alo. Chú Cửu à, ông Kim không nghe lời chú, tới Mỹ Hoa tìm Hứa Văn Cường rồi kìa. Đúng là khốn kiếp. Cái thằng chết tiệt này đúng là làm chuyện gì cũng không xong, chỉ giỏi phá hoại mà thôi. Tụi bay canh chừng cẩn thận cho tao. Nếu để xảy ra sơ suất gì, tao lột da của tụi bay đó. Người đâu? Dạ đi đâu ạ? Tới nhà của Phùng Kinh Nghiêu. Dạ. Mười. Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Của tôi hết, của tôi hết. Rồi, đặt tiếp đi. Đặt xong lấy tay nghe. Hả? Trời cái gì vậy? Kim Mập, mày chán sống rồi hả? Còn dám tới đây chơi sao? Các vị thật là ý nấy quá. Hôm nay Mỹ Hoa chúng tôi có chút chuyện riêng cần phải giải quyết. Mời các vị ra quầy phía trước đổi tiền cược. Ai thắng chúng tôi tặng gấp đôi, còn thua thì đều không tính. Cái sòng bạc này của các người làm ăn kiểu gì vậy? Hả? Đang tới lúc có hứng còn đánh người ta nữa. Đánh người hả? Hôm nay ông mày còn muốn giết người nữa đó. Lực, bỏ hắn ra. Thằng mập kia, tốt nhất mày hãy nói cô Phùng đang ở đâu. Nếu không tao cho một phát nát đầu bây giờ. Bắn đi, mày bắn đi. Tao chết rồi, Phùng Trình Trình cũng mất mạng luôn. Thật khốn này. Lực, cứ để anh nói với hắn. Hứa Văn Cường, anh muốn nói gì với tôi hả? Ông muốn nói cái gì với tôi? Ông muốn tôi nói cái gì thì tôi nói cái đó. Hay là chơi một ván với tôi đi. Không thành vấn đề. Ông muốn chơi bài gì? Chơi bài đơn giản thôi. Chơi xì dách. Ngó cái gì? Anh nhiều lúc anh
quyết định. Tôi theo anh. Cảm ơn ông đã nhường. Anh hứa, không ngờ một cái nhà hát bị các anh biến nó thành cái sòng bạc, mà làm ăn cũng khá thật. Vậy mà hồi đó tôi không hề nghĩ tới. Thì cũng nhờ có miếng đất quý báu này của ông Kim thôi. Anh hứa, anh không những làm ăn giỏi mà chơi ba cái trò này cũng khá lắm. Hồi nãy tôi đặt cược nhiều quá, thua sạch hết rồi. Ông chỉ là thiếu may mắn thôi. Có cần tôi cho ông mượn tiền không? Tiền đúng là tôi hết rồi, nhưng mà tôi có một thứ này, không biết có thể dùng để đặt cược không? Anh Cường, bông tai của cô Phùng nè. Chỗ này, Trình Trình đang ở đâu? Cút ra cho tao. Cút ra. Anh Cường. Tôi chấp nhận cái ông dùng để cược. Giờ muốn tôi cược gì đi? Hứa Văn Cường, anh đúng là một người thông minh hiểu chuyện. Có gì cứ nói thẳng ra đi. Chú Cửu, ông ấy cần bằng khoáng đất. Tôi cần mạng sống của hai người các anh. Tôi dám cược không? Được, không thành vấn đề. Nhưng trước khi chơi phải thỏa thuận trước. Mạng của chúng tôi chẳng đáng gì, bằng khoáng đất cũng không đáng giá. Ông muốn cái gì tôi đều có thể cho ông. Nhưng mà có một điều, nếu cái ông dùng để cược xảy ra bất cứ sơ sẩy gì thì e là sau này ông không còn cơ hội chơi nữa đâu. Hứa Văn Cường, anh đang uy hiếp và khủng bố tôi hả? Được. Hứa Văn Cường, hôm nay tôi mệt rồi, tôi xin phép về trước. Mai mốt chúng ta còn nhiều cơ hội lắm. Tôi luôn sẵn sàng. Đợi tới ngày tôi lấy lại được lệ đô của tôi thì hy vọng anh Hứa đây sẽ chiếu cố thêm cho. Nhất định. Muốn đi đâu? Cho hắn đi đi. Buông ra. Thấy ghét. Anh Cường, anh cho thằng Mập nó đi thiệt hả? Em bám theo hắn đi. Theo tao. Được rồi, tôi báo cho ông Phụ biết liền. Văn Cường, anh cứ bám sát tên Kim Đại Trung, tôi lập tức cho người tới đó.
Coi ra đại ca các đường khẩu ở bến Thượng Hải đều đã tới đây đông đủ hết rồi. Đinh Lực đang bám theo tên Kim Đại Trung, ông cứ yên tâm. Ông Phùng à, chú Nhuận Cửu phó tổng tham trưởng phòng tổng bộ tới rồi. Mời vào đây. Chú Cửu. Nhân vật lớn ở bên Thượng Hải đều có mặt đầy đủ. Chú Nhuận Cửu tôi xin chào các vị. Mời ngồi. Phó tổng tham trưởng, đang định tới phòng tuần bộ báo án đây. Con gái của tôi bị bắt cóc rồi. Rồi tới đây chính là vì chuyện này. Vậy thì tôi xin cảm ơn chú Phùng trước. Khách sáo. Ông Phùng à, về tung tích của cô Phùng đúng là tôi có chút manh mối rồi. Tôi không có đắc tội gì với ông chứ? Đâu có. Ông Phùng à, ông hiểu lầm rồi. Làm gì có chuyện đắc tội gì chứ? Ở bên Thượng Hải, ông Phùng chỉ cần nháy mắt thôi thì cũng có người phải chết mà. Tôi chỉ là một phó tham trưởng phòng tuần bộ nhỏ bé, làm sao dám đắc tội với ông? Hơn nữa, ông sắp làm qua đổng của cục công bộ rồi. Cục công bộ lại là cấp trên của phòng tuần bộ. Tôi còn phải xin ông Phùng đây cất nhắc thêm, chiếu cố thêm cho tôi. Làm sao dám đắc tội với ông chứ? Ông cứ trả giá đi. Muốn bao nhiêu tôi cho ông. Ông Phùng à, không phải tiền của tôi, một xu tôi cũng không nhận đâu. Ông Phùng à, ông lại hiểu lầm rồi. Con gái rượu của ông không phải bị tôi bắt cóc đâu. Cho dù tôi có gan lớn bằng trời cũng không dám bắt cóc con gái của ông. Vậy rốt cuộc ông muốn cái gì? Tôi tới đây là để chuyển lời giúp ông Đỗ Bang ở cục công bộ. Nếu như ông Phùng sẵn lòng giao thứ mà ông ấy muốn có cho ông ấy, thì sáng sớm ngày mai cô con gái rượu của ông sẽ xuất hiện ngay trước mặt ông, không hề đầy xước một chút nào. Đồ khốn kiếp. Ông về nói lại với tay Đỗ Bang đó, bằng khoáng đất ông ấy có thể bàn với tôi. Con gái tôi thì nhờ ông ấy chăm sóc đàng hoàng giúp tôi trước vậy. Được. Được lắm. Ông Phùng à, lời của ông tôi nhất định sẽ nhắn lại. Thôi được rồi, tôi xin phép cáo từ. Bên ông Đỗ Bang còn đang chờ tôi về để báo tin mà. Ông Phùng à, tôi thấy nên để mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Tất cả những người có máu mặt ở bên Thượng Hải đều tụ tập hết ở đây, người khác không biết, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn lao nữa đó. Tường à. Dạ. Tiện khách. Không cần, không cần đâu. Ông Phùng à, suy nghĩ cho kỹ rồi gọi điện cho tôi nha.
chết tiệt. Tại sao nó? Sốt ruột quá, hắn cũng chỉ muốn cái bằng khoáng đất. Nếu chuyện này làm tới cùng thì cả hai cùng chết. Tôi đang nghĩ là Đỗ Bằng cũng không dám thẳng tay tới vậy đâu. Đúng là anh nói có lý, tôi sợ ý quá rồi, tôi sợ ý quá rồi. Vậy thì gọi điện thoại cho hắn đi. Gọi cú điện thoại. Đinh Lực à, đại gia nói mày nghe, đừng có bám theo tao giống như một con chó. Cẩn thận tông chết mày đó. Hả? Tên họ Đinh, ông đây không đánh chết mày thì theo họ mày luôn. Dừng tay lại, dừng lại, đứng yên, đứng yên, đứng yên, dừng tay lại, dừng tay lại, đứng yên, bên, đi chưa, dừng tay lại. Cái thằng chết tiệt này đã phản hết rồi, thật không còn biết luật lệ gì nữa. Các anh em đi. Muốn đi đâu hả? Hành hung giữa đường, gan của anh càng ngày càng lớn rồi. Tôi đang định tìm ông đây, giao cô Phùng lại cho chúng tôi ngay. Người đâu, bắt thằng say rượu này giải về phòng tuần bổ cho hắn tỉnh rượu đi. Lão già kia, có giỏi thì bắn chết tôi đi. Bắn tôi không chết, có ngày tôi giết chết ông đâu, có tin không? Tốt lắm. Bây giờ cộng thêm một tội, đe dọa tuần phủ. Chạy đi. Đi, phải lên, đi mau. Đi, đi. Các anh em, theo lượng tới phòng tuần phủ ở mấy ngày đi. Đi mau, đi. Đi, đi mau, đi. Chú cũ à, may mà có chú khống chế tụi nó, hồi nãy tụi nó điên cuồng thiệt đó. Tôi trị tội anh trước, chút nữa đã làm hỏng chuyện của tôi rồi. Muốn ra hoài lắm có phải không? Có chỗ dựa rồi phải không?
đúng là thằng ngu mà. Đi về. Đi, về báo tin. Cô Phương, cô tới rồi. Xin mời. Sao em tới đây vậy? Em biết chuyện rồi. Cũng tại em không tốt. Nếu như em không uống nhiều quá, cứ bắt anh ở lại nói chuyện, thì cũng không xảy ra mấy chuyện này. Cũng không thể trách em, không ai ngờ trước được. Đã có tin tức gì chưa? Kim Đại Trung vừa tới đây, hắn thừa nhận là hắn làm. Em đoán đúng rồi. Chắc anh đạp đổ hắn, hắn chắc chắn sẽ trả thù. Không đơn giản gì đâu. Mục đích của hắn chính là muốn lấy được bằng khoáng nước. Là bằng khoáng nước cho chú Cửu. Chú Cửu làm việc cho người ngoại quốc. Về bằng khoáng đất này là bằng khoáng đất của nhà máy sợi Liên Sơn. Đỗ Bang có hẹn gặp em mấy lần, cũng vì muốn bàn chuyện với Phùng Kính Nghiêu. Không phải chuyện đó đã giải quyết xong rồi sao? Đúng là xong rồi, nhưng mà Phùng Kính Nghiêu giữ lại bằng khoáng đất, tại chưa lấy được chức qua đổng. Thật ra theo em thấy thì cách làm của Phùng Kính Nghiêu đối phó được với những người thường, chứ còn tụi tay chưa chắc có tác dụng. Trong mắt bọn người ngoại quốc, Phùng Kính Nghiêu không phải là một nhân vật quan trọng. Họ muốn ra tay cũng không phải là chuyện không thể. Nếu cả bến Thượng Hải đúng là đột thực, cho nên mới nói bến Thượng Hải là thiên đường, cũng là địa ngục. Không ai khống chế được tình hình một cách tuyệt đối. Anh đi đâu vậy? Anh muốn đi gặp Phùng Kính Nghiêu. Cứu Trình Trình trước rồi tính sao? Có cần em đi với anh không? Không cần đâu. Có chuyện gì em gọi điện cho anh. Anh Cường. Anh Cường. Ông Phùng à, ông đừng lo lắng quá. Dù gì Đỗ Bang cũng đã đưa ra điều kiện rồi. Thứ đó vẫn còn ở trong tay chúng ta. Bây giờ cô hai không có nguy hiểm gì đâu. Thế lực lớn, thế lực nhỏ tấn công cùng lúc, theo anh chúng ta phải làm sao đây? Chuyện trước mắt đương nhiên phải cứu cô hai trước rồi. Ông Phùng, theo tôi thấy, tạm chấp nhận giao bằng khoáng đất cho chúng đổi lấy cô hai. Con bé Trình Trình này làm tôi tức sắp chết rồi đây nè. Từ Bắc Bình về chưa được mấy ngày,
đã bị ba vụ rồi. Nhưng lại không thể để nó bị sơ sẩy gì. Không thể để cho nó gặp chuyện bất trắc gì được. Chuyện bằng khoáng đất cũng không thể để cho tên chó ngoại quốc đó được vừa ý. Nếu không thì còn làm ăn gì ở bên Thượng Hải này? Không còn mặt mũi ở đây để mà làm ăn nữa rồi. Đúng vậy. Đúng vậy. Sự việc đã tới nước này rồi, chúng ta cũng đã đối lập ra mặt với người Pháp. Tụi nó có lấy được miếng đất này hay không thì tên Đỗ Bang này cũng là kẻ đối đầu của chúng ta. Chuyện đó là đương nhiên. Chức vụ hoa động đó coi như cũng không thành rồi. Chắc chắn là hắn muốn tôi chết sớm một chút. Tôi chết rồi, hắn ở bên Thượng Hải mới có thể ngủ yên giấc được. Nhưng mà tôi chắc chắn phải cho hắn biết là hắn dám đối đầu với tôi thì sau này đừng hòng được ngủ yên nữa. Vậy ý của ông có phải là dọn món đó lên cho hắn dùng không? Dám cản đường tôi thì tôi nhất định sẽ cho hắn cuốn gói về quê. Tôi hiểu rồi, tôi đi lo liệu ngay. Ê, hả? Đây là chuyện thứ hai. Chuyện trước mắt là phải cứu Trình Trình về đã. Vậy thì phải phải lấy bằng khoáng đất ra rồi. Hồi nãy anh cũng nói rồi mà, bằng khoáng đất đó chỉ là một tờ giấy thôi mà. Tụi nó muốn lấy thì cứ việc cho tụi nó đi. Nếu đã quyết định như vậy thì ông phải đích thân đi nói với Đỗ Bàng. Cứ để hắn tưởng chúng ta sợ hắn rồi, và chúng ta đang làm theo điều kiện của hắn. Alo, xin chào một lát. Ông Đỗ Bang à? Trong tay tôi có cái mà ông muốn có đó. Tôi muốn bàn một vụ làm ăn với ông. Tôi rất muốn bàn với ông, nhưng ông không muốn bàn với tôi. Cho nên ông mới bắt cóc con gái của tôi à? Không không, tôi tuyệt đối không bắt cóc con gái của ông đâu. Tôi tới từ quốc gia văn minh mà. Bằng khoáng đất tôi đưa ông, con của tôi, ông đưa nó về bình an cho tôi. E là có chút hiểu lầm rồi. Miếng đất là của tôi, bằng khoáng đất cũng là của tôi. Nếu ông đồng ý trả bằng khoáng đất lại cho tôi thì tôi sẽ giúp ông tìm lại con gái của ông. Vì dù sao vụ bắt cóc cũng xảy ra trên tù giới Pháp, tôi có thể đôn đốc phòng tuần bổ điều tra giúp ông. Được, tốt lắm. Coi như tôi đánh giá ông thấp rồi. Tốt, chào ông. Chó ngoại quốc tạp chủng này. Nè, anh Hứa. Anh Hứa. Ông Phùng, Hứa Văn Cường tới rồi.
Ông Phùng, ông Phùng, bây giờ khắp Thượng Hải đều biết Chu Nhuận Cửu đã bắt cóc Phùng Trình Trình. Hắn phá hỏng quy định trên giang hồ, ai ai cũng có quyền giết. Ở tù giới pháp, người duy nhất cứu nổi hắn chính là Đỗ Bang. Cho nên bây giờ hắn muốn có nhất chắc chắn cũng là thứ Đỗ Bang muốn có nhất: bằng khoan đức. Ý của cậu là? Ông Phùng, chuyện nào quan trọng hơn? Ông biết rõ hơn tôi. Giờ Trình Trình đang rất nguy hiểm, tôi xin ông giao bằng khoáng đức cho tôi. Chắc chắn không? Tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Chú Tường. Dạ. Theo chú, bây giờ cũng chỉ còn cách này thôi. Lấy bằng khoáng đức. Dạ. Ngồi đi. Cảm ơn ông Phùng. Tôi bảo đảm với ông một điều, dù tôi phải đánh đổi bằng mạng sống của tôi thì cũng sẽ đưa Trình Trình về đây. Tốt lắm. Tôi đi trước đi. Khoan đã. Đinh Lực bị Kim Đại Trung tống vào một tuần bố rồi. Tôi đã liên hệ với Mã Tổng Tham Trưởng. Anh đem theo 300 đồng đại dương chuộc cô ấy về đi. Tôi biết rồi. Tôi thấy ông Phùng Kính Nghiêu rất đúng với một câu nói xưa của Quý Quốc là bản lĩnh cùng kiệt. Bây giờ Phùng Kính Nghiêu chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo ý của ông mà thôi. Hai tay dâng bàn khoan đất cho ông. Nếu bây giờ hắn đã chào thua ông, vậy thì ông cứ ngồi ở nhà chờ tin tốt lành đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giải quyết cho xong chuyện này. Lấy được bằng quán đức rồi lập tức đem tới cho ông. Ông Chu, tôi đánh giá rất cao biểu hiện của ông trong việc xử lý chuyện lần này. Ông có năng lực giải quyết những chuyện này một cách hoàn mỹ. Tôi nghĩ sau khi xong việc, tôi sẵn sàng hợp tác nhiều hơn với những người giống như ông đây. Ông Đỗ Bang đúng là quá khen rồi. Ông yên tâm, chuyện này tôi nhất định phải làm cho tốt. Thứ mà ông muốn có, tôi sẽ đích thân đem tới giao tận tay cho ông. Vậy tôi chờ tin tốt lành. Tôi hiểu mà. Vậy ông Đỗ Bang à, chào ông. Tạm biệt. Chú Cửu. Kim Mập à, không phải chúng ta đã nói trước rồi sao? Ông lấy bằng khoản đất của ông, tôi lấy mạng của hai tên đó, lấy lại lệ đô. Nhưng tại sao chuyện của ông thì giải quyết rốt ráo quá, còn chuyện của tôi thì không thấy đả động gì tới? Nói bậy. Kim Mập à, tha được cho người ta thì cứ tha đi, đừng có làm người mà đoạn tuyệt quá, cô biết hay không? Lần này tôi lấy lại lệ đô giùm cho anh chính là để cho hai thằng nhóc chết tiệt đó biết mặt. Nếu anh cứ dồn ép Phùng Kính Nghiêu quá thì anh sẽ không được lợi lộc gì đâu hả? Phùng Kính Nghiêu hắn là cái thá gì chứ, cùng lắm thì liều mạng với hắn luôn. Một mạng đổi một mạng của ai sợ ai. Đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí này với tôi nữa.
Lần này cũng tại anh mà chút nữa đã làm hỏng chuyện rồi. Anh phá đám kiểu này làm cho tôi không còn đường nào để rút lui. Bây giờ chỉ còn chơi ngoài sáng với Phùng Kinh Nghiêu. Đi một con tốt, đi một con mã, Phùng Kinh Nghiêu sẽ thấy rõ. Nguy hiểm biết mấy, mệt biết mấy, khó biết mấy. Tôi thấy lần này có thể lấy được bằng khoáng đất là hay lắm rồi. Vậy lần này tôi lại không kiếm chác được gì hết hả? Kim Mập à, mặc dù anh không nghe lời tới như vậy, lại thích đi sinh sự với người ta, nhưng mà tôi là người trọng bằng hữu, có nghĩa khí và rất giữ lời. Cho nên chuyện tôi đã hứa thì chắc chắn sẽ làm. Anh cứ yên tâm đi, Lệ Đô chắc chắn sẽ về tay của anh. Anh không tin chú Cửu này hay sao? Chú Cửu, coi chú nói kìa, làm gì có chuyện không tin chú chứ. Tôi cũng đã nói rồi, chú như cha ruột của tôi, như mẹ ruột của tôi mà. À, được rồi, được rồi, được rồi. Ê, vậy bước kế tiếp chúng ta nên làm sao? Canh chừng Phùng Trình Trình cẩn thận cho tôi trước. Sáng sớm ngày mai đưa cô ta tới cầu ngoại Bách Độ ở bên cảng, đổi bằng khoáng đất về đây. À, còn Lễ Đô? Chúng ta đang dựa vào người ngoại quốc mà. Anh cứ làm hài lòng ông Đỗ Bang trước đi. Có người ngoại quốc làm hậu thuẫn, Phùng Kính Nghiêu hắn dám không trả Lễ Đô lại sao? Bước kế tiếp sẽ tới lượt Phùng Kính Nghiêu và Hứa Văn Cường sẽ không được yên thân đâu. Chú Cửu, chú coi, đầu óc chú đúng là tốt hơn tôi nhiều. Sao tôi không nghĩ ra được chuyện này? Kê Mập à, nếu chuyện gì anh cũng nghĩ ra được thì tôi phải gọi anh là chú Cửu rồi. Thời buổi bây giờ không thể chỉ dựa vào cơ bắp được, mà còn phải biết động não. Lần này chúng ta mượn sức của người Pháp, chẳng phải là muốn cái gì có cái đó hay sao? Chú Cửu à, chú á tài thiệt đó nghe. Kim Mập à, cũng đừng có vui mừng quá sớm. Có một chuyện anh nhất định phải làm bằng được cho tôi. Là chuyện gì vậy? Dạ sao? Đây là một quả cân rất quan trọng. À, vào lúc mấu chốt sẽ có ích cho chúng ta đó. Làm thế nào? Có tin của cổ rồi hả? Chú Cửu đâu? Đi lượt bị bắt rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi tới đây vì chuyện này. Đưa tôi đi gặp ông ấy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đưa tôi đi gặp ông ấy. Anh đi theo tôi. Chú Cửu à, Hứa Văn Cường tìm chú có chuyện. Hàn Lâm, cậu đi làm việc đi. Người đâu? Đinh Lực hành hung đánh người giữa đường, ngông cuồng lắm đó. Đừng nói nhiều, lập tức thả nó ra. Lát nữa anh đi làm thủ tục đi. Còn có chuyện này. Chuyện gì? Muốn có không? Đem người tới đổi. 7 giờ sáng ngày mai, địa điểm ông chọn. Được, mau lẹ lắm. Cứ quyết định như vậy. Tôi nói ngay từ đầu với ông trước,
Nếu cô Phùng có bất cứ sơ suất gì, đừng trách tôi không khách sáo. Anh hứa Văn Cường, tôi cũng cho anh biết, lão cửu tôi làm việc rất tuân theo quy tắc. Tôi chờ điện thoại của ông. Nói mai với lãnh sự quan Pháp cho tôi, tìm ông Đỗ Bang. Hiểu rõ hết chưa? Dạ hiểu rồi. Dạ hiểu rồi. Được, đi đi. Dạ. Đại ca, tìm em hả? Có phải lúc trước Đinh Lực bán trái cây ở khu cầu quản lý không? Dạ đúng. Nhưng mà bây giờ thằng nhóc này ăn nên làm ra, khác xưa rồi. Nhà của nó vẫn còn ở Sạp Bắc chứ? Chắc là còn. Sáng ngày mai cậu chịu khó một chút. Hiểu rồi. Đi đi, xong chuyện lập tức về đây ha. Anh yên tâm. Sáng ngày mai trao đổi. Tôi đang chờ điện thoại của hắn. Không cần đâu. Ông yên tâm. Tôi nhất định sẽ đưa Trình Trình trở về an toàn. Bảo lãnh Đinh Lực ra rồi. Bên phía chúng ta cũng đã chuẩn bị xong hết. Hãy hứa Văn Cường đi thì chúng ta sẽ biết địa điểm nơi tiến hành trao đổi liền. Tôi chỉ sợ là tay Nhuận Cửu này với Kim Đại Trung, cậy tụi nó người đông thế mạnh, không nghe hứa Văn Cường, không chịu thả cô hai về, vậy bằng khoáng đất sẽ... Đỗ Bang chắc chắn không lộ diện. Kim Đại Trung muốn làm cái gì thì chúng ta thừa biết. Bằng khoáng đất chẳng qua chỉ là sợi dây dẫn. Cho nên A Tư, dạ, lần này anh phải đích thân ra tay rồi. Được. Nhất định phải hành động trước lúc Kim Đại Trung ra tay. A Tư, dạ, anh lớn hơn tôi 4 tuổi. Năm nay cũng đã 64 rồi. Suốt những năm qua chịu bao sóng gió, vất vả cho anh. Ông Hùng đừng có nói như vậy. Chuyện muốn lấy được cái chức hòa động đúng là đã thành tâm bệnh của tôi luôn rồi. Mà tôi cũng chỉ không muốn để các anh em chúng ta đi theo tôi để làm những vụ lung tung này. Bây giờ đã có một gia nghiệp lớn mạnh như vậy, nếu được làm hoa động thì các anh em mình có thể đi theo tôi làm ăn một cách đường đường chính chính, sống một cuộc sống yên ổn, không còn chém giết gì nữa. Không ngờ tôi lại để cho mọi chuyện trở nên tệ hại như ngày hôm nay. Tôi thấy bác cũng khỏe mạnh lắm đó. Cũng đã ngần tuổi này rồi, sống được ngày nào hay ngày đó. Lần nhà bác đúng là càng ngày càng phát đạt. Chắc là bác không có ở đây lâu nữa rồi. Đúng là nó có kêu bác dọn đi mấy lần, nhưng bác không muốn đi. Có nhà lầu bác không muốn đi hưởng thụ hay sao? Sống ở đây quen rồi, không nỡ dọn đi chỗ khác.
Hơn nữa thằng Lực vừa mới làm ra chút tiền thôi, tôi phải xài tiết kiệm một chút chứ. Bác coi như được hưởng phúc dày già rồi đó. Cũng nặng lắm đó, kéo từ từ nha. À, dạ. Nè. Ê. Mẹ. Anh Cường à, hay là anh ngủ lát đi, em canh chừng điện thoại cho. Không cần đâu, em ngủ một lát trước đi. Lau mặt đi, thức suốt đêm rồi. Anh Cường, cô Phùng vừa mới từ Bắc Bình về đây đã xảy ra 3 vụ rồi. Gan thằng chó mập nó cũng lớn thiệt. Con của ông Phùng mà hắn cũng dám bắt cóc nữa. Lần này cứu được cô Phùng về rồi, phải giết thằng chó mập đó, băm nó thành 100 mảnh, quăng xuống sông cho cá ăn luôn. Nếu cô ấy không phải là con của Phùng Kính Nghiêu thì cũng không gặp phải chuyện này. Anh Cường, lần này mà cứu được cô Phùng á thì anh phải đối xử tốt với người ta đó nghe. Cô Phùng tốt với anh là thật lòng đó. Alo. 7 giờ, cầu ngoại Bách Độ, chỉ anh và Đinh Lực thôi. Được. Chú Tường, 7 giờ, cầu ngoại Bách Độ. Mình đâu có tình hình gì lập tức gọi điện về nhà báo liền. Lực à, đi thôi. Bảy giờ, cầu ngoại Bách Độ, dẫn theo nhiều người vào ha. Dạ. Dạ. Chừng nào ông Phùng dậy, lập tức báo lại. Dạ, chú Tường.